Ở đây thì thầy đã có cái đề ra nháp rồi nhá các em nhá. Mà để đi làm được cái bài này thì các em cần phải biết cho thầy cái lý thuyết như sau này. Tức là các em có vận tốc đấy thì sẽ bằng đạo hàm của quãng đường. Như vậy thì VT sẽ bằng ST đạo hàm nhá các em nhá. Còn gia tốc thì sẽ bằng đạo hàm của vận tốc. Như vậy nó bằng là gì? Đạo hàm hai lần của quãng đường nha các em nhá. Như vậy các em áp dụng cái kiến thức này vào đây thì chúng ta làm này. Thì trước khi đi tính V2A2 các em phải đi tính gì? Các em phải tính VT cho thầy nhá. VT thì sẽ bằng ST đạo hàm. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là gì? T mũ 3 trừ 3T bình phương cộng T trừ 3. Được chưa các em? Rồi, các em lại có thêm là AT thì sẽ bằng đạo hàm của vận tốc. Như vậy thì em lấy cái trên đạo hàm xuống là được. Như vậy nó bằng 3 lần T bình phương trừ 6T cộng 1 như em nhá. Như vậy các em sẽ suy ra ngay được cho thầy là V2 ở đây. Thì các bạn thay số 2 vào đây thôi. Thì các bạn sẽ tính ra được ở đây là nó bằng trừ 5 nha em nhé. Còn A2 thì các em thay vào đây. Em thay số 2 vào đây. Thì cái này được 1. Được chưa em? Như vậy là thầy giải quyết xong ý A rồi. Chúng ta qua ý B này. Ý B người ta bắt chúng ta là tìm T tại gì? Thời điểm V bằng 0. Thì nếu mà khi mà V bằng 0 em thay lên đây em sẽ tìm được T thôi. Thì em sẽ suy ra được cho thầy là T mũ 3 trừ 3T bình phương cộng T trừ 3 bằng 0. Các em tương đương với cả T bằng mấy? Các em bấm máy tính, các em bấm máy tính tìm ra nghiệm cho thầy nhá. Cái này nó chỉ có một nghiệm duy nhất là T bằng 3 thôi. Như vậy thì gì? Suy ra là gì? Khi V bằng 0 thì gì sao? Thì T sẽ bằng 3 anh em nhá. Và thầy đã giải quyết xong cái bài tập số 4 ở đây anh em nhá.